mọi người nha. Hôm nay gia đình lại đi làm mọi người ạ. Đây hôm nay lại phải đi làm nương nhưng mà đi đổi công của mấy anh hàng xóm thôi. Tí tí con ơi, để ba đi trước ba bế à. Để ba đi trước ba bế con. Đây khó đi nhá. Hai ba con phải đi ra đi. Rơi vùng. Đây con nhìn thấy không? Hello. Đường rất khó đi đây. Chị ở đâu? Chị ở đâu? Đi dọc nha. Tí tí con nha. Rất là nắng. Bây giờ mới 8 giờ mà rất là nắng mọi người ạ. Đây nắng. Phải đi qua con đường này mọi người. Đây để con đi xuống. Về ba cống này. Ba cống con. Ba cống mới đi được. Nắng quá không đội mũ à. Mũ của con sao không lấy đội đây. Nắng thế này thì làm sao mà. Đi vào chỗ gốc cây nhá. Ba cống con xong đi ra chỗ gốc cây. Ngồi xuống nha. Khó đi chưa? Đi làm ruộng kia. Đây. Đi làm ruộng ở đây này. Đi làm nương. Đi làm nương chứ phải làm ruộng các bạn. Để ba con mình đi xuống dốc này nhá. Ôm ba cả thân vào. Mẹ bảy kia. Đây. Con ngồi đây nha, không đi ra đây đâu con. Ở thế đi ra kia. Đây. Mấy chị em làm đây mọi người. Đây làm nương khoai nhá. Đây nó mọc lên rất là tốt đây này. Đi từ từ con. Đi từ từ ngã. Đi xuống đây. Đây. Cẩn thận ngã nha. Đấy, trời rất là nắng mọi người ạ. Hôm nay cả nhà phải làm. Nhưng này đông thế này chắc làm đến trưa là hết thôi. Có giúp được lo gì mẹ? Đấy nha. Phải làm đi nha. Mệt quá. Đây này, nóng quá. À đây, mệt quá nhỉ. Đi làm mà mệt thế này. Đây này. Ninh ơi. Mệt chưa?
cái từ lưng cái chợ ảnh à. Từ lưng cái chợ ảnh à, cái từ lưng cái gì? Giờ mà nếu thấy nhiều mà nhẹ mà nếu. Thấy nhẹ nhẹ mấy nấy rồi. Chiêu hộp làm mấy cờ hả? Lo. Nóng quá. Lo. Hiện tại là đang buổi trưa nha mọi người nha, đây rất là nóng này. Đấy, đấy ba con rồi đấy anh nghỉ. Vừa rất là nắng nóng này. Không thể lơi như thế xấu lắm quá. Bây giờ mấy anh em đã làm xong rồi mọi người, đã làm xong cỏ. Hiện tại là 12 giờ trưa, làm xong cỏ rồi nhưng mà tí nữa còn đi nhổ cỏ cho mấy cây sa nhân nữa mọi người. Bây giờ chắc là phải xuống suối ăn trưa. Nắng, nắng quá. Để mấy chị em đang ở trên đã làm nốt ở trên tỉnh nương mọi người ạ. Đây bây giờ là đi xuống đây nha, nương này rất là dốc mọi người nhé, đây dốc cực kỳ luôn. Bây giờ phải đi xuống mọi người. Anh em đi xuống suối ăn cơm trưa. Cái này suối ngay ở dưới này thôi mọi người ạ. Đây cây ở dưới nương. Cây này có rất nhiều quả nha mọi người nha. Cua nó là nhan tàu hò. Là chi chào đồ là gì cả Việt Nam lấy ít trò ít chơi sao không nghe đấy con mày đánh đâu thôi đi 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 không không nghe đâu nóng lắm. Anh mát quá. Ở dưới gốc cây mát quá. Đánh đi. Nhá con. Mát chưa? Đây là mát này. Đây là mát này. Chưa. Hello, đây 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 đây. Xin chào cả nhà nha. Nào, chọc cái nào nọ. Hiện tại là mấy anh chị em chuẩn bị ăn cơm trưa nha. Đây, để cơm trưa cho mọi người. Chỉ ăn thế này thôi. Đây, này. Đây không có gì ăn. Bố cơm trưa trên nương mọi người. Bà nó mới mấy lần để một cái chi ăn cơm rồi. Đợt tiếp rồi, đúng không? Đồ đó, ai khánh rồi. Như thế mông cai nó hồ. Đó chưa? Ô, mông cai. Cái cát điêu rồi. Cơm bé. Nói lần chị ít, nói mò xô. Bữa cơm trưa mỗi người một túi cơm mọi người ạ. Đây này, nhìn đây này. Chị lo về tầng chỗ ạ chị ạ. Chị cũng rõ chị chỗ ạ. Lao đây, lao đây. Chị lao đây rồi. Lao
mò lơ. Mò chín no rồi, ăn khánh rồi. Nên ăn cơm ngon thế. Nên ơi. Hả bây giờ. Ăn cơm ngon không? Hả cho thầy con, khé hả đó chứ. Bây giờ mẹ nhớ phút chữa xong. Bây giờ tiếp tục công việc một ngày. Quả nương làm xong rồi, bây giờ đi nhổ cỏ cho cây sa nhân thôi. Góc của nó mọc mình phải nhổ cỏ ra cho nó mọc thêm để đây rất là nhiều cỏ nên là nó không được không phát triển được nữa. Đây có những cây mầm đây này, cây mầm này nhổ cỏ quá nó không phát triển được. Trồng cây này là mình phải làm sạch cỏ đi mọi người ạ, làm sạch cỏ đi thì nó mới phát triển được. Cái này vừa mới trồng được một năm thôi.